trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa to, trên bước chân em thầm. Căn nhà thiết kế với hai lớp cửa, một lớp cửa cổng bên ngoài, một khoảng đậu xe hơi xe máy bên sân, và phía trong thì quý vị sẽ có không gian phòng khách. Phòng khách thì được sofa kết hợp với tủ kệ tivi. Căn nhà thiết kế có lửng nên không gian sẽ rất là tuyệt vời và đẹp, màu sắc sang trọng, nội thất cao cấp. Dưới tầng trệt sẽ là khu vực đậu xe hơi, phòng khách và khu vực bếp. Trên lầu sẽ là không gian phòng tiếp khách chính, khu vực phòng làm việc, và có tới 7 phòng ngủ cũng là phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau, cũng như là phòng sinh hoạt chung, phòng làm việc, phòng xông hơi, đủ các thứ nha quý vị, rất là đẹp. Bên trong đây là không gian bếp với bàn ăn 4 ghế, tủ bếp trên dưới được làm bằng chất liệu gỗ An Cường, có bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, giác kệ để chén bát. Cuối nhà thì quý vị sẽ có sân sau và vệ sinh cũng như là giếng trời. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, đèn led, đèn chiếu sáng và gương soi. Đây là không gian phòng bếp quay ngược từ phía sau ra này. Căn nhà chính chủ xây ở nha quý vị, rất là đẹp và nội thất cao cấp. Khu bếp thì có bếp âm, bồn rửa chén bát, giác kệ để chén bát, tủ bếp trên dưới, tủ lạnh hai cánh sáp, bàn ăn 4 ghế và nhiều nội thất trang trí khác nhau. Bên ngoài thì quý vị sẽ có sân đậu xe hơi, xe máy này, phòng khách này, khu vực tủ kệ tivi, tủ kệ trang trí, đèn led và camera quan sát từ trên xuống dưới. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương trắng đen, tay vịn gỗ cam xe, lan can kính cường lực 10 ly, mặt đá hoa cương. Lầu đầu tiên của tầng lửng thì quý vị sẽ có không gian phòng thư giãn bên ngoài với khu vực tủ kệ rượu, tủ kệ để đồ, bàn ghế thư giãn, phía dưới là sàn gỗ, và ở đây chúng ta có thêm tủ kệ tivi, tủ kệ sách. Và phía sau đây quý vị sẽ có không gian phòng vệ sinh cũng như là cái phòng tiếp khách hoặc là phòng ngủ đầu tiên này. Ở đây thì mình thiết kế làm phòng ngủ dành cho người già này, phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 1 ngay tầng lửng thì quý vị sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh, tủ kệ tivi và vệ sinh bên ngoài ngay không gian tầng lửng nha quý vị. Đây là phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ rất là đẹp, màu sắc ánh sáng phải nói là cực kỳ sang. Phòng vệ sinh thì có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi cũng như đèn led chiếu sáng. Ở đây là tầng lửng lầu 1, ngay khu vực tầng lửng thì quý vị sẽ không gian phòng ngủ dành cho người già. Nhà thiết kế đẹp, không gian thoáng sáng, nội thất cao cấp, rất là nhiều phòng ngủ. Lầu này thì quý vị sẽ có 2 phòng, đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm giường ngủ, bàn trang điểm, chăn ga, gối nệm, máy lạnh, tủ áo, tủ kệ tivi. Ngoài đây thì có ban công mét 2, trồng cây xanh, có lan can làm bằng sắt kết hợp với kính cường lực. Và ở đây thì quý vị sẽ có bàn trang điểm này, tủ áo, tủ giày dép, tủ để đồ, cửa phòng ngủ sử dụng cửa gỗ đỏ. Phòng vệ sinh thì đều có bồn tắm vách ngăn, bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Phòng vệ sinh thì ốp gạch phun trần. Và qua bên đây quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3. Chợt hồn xanh buông cho mình xót xa, chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau buồn làm sao có nhau. Và trên đây thì quý vị sẽ có không gian phòng ngủ số 4, số 5. Đầy đủ nội thất cho các phòng nha quý vị. Gạch, ốp lát, độ trang trí và phối màu bên trong căn nhà nó rất tuyệt vời. Chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ số 4 và số 5. Phòng vệ sinh này, bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm vách ngăn, đèn led, đèn chiếu sáng và gương soi, rất là lung linh. Qua đây là không gian phòng ngủ số 6. Hàn lên nỗi đau, bước chân em xin về mong. Cho đời biến đời làm sao em biết biết đã không đông. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau soi đá cũng c
cần có nhau. Xin hãy cho mưa qua miền đất giàu. Ngày sau gió đã cũng cần có nhau.